Rồi, xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay em lại quay tiếp nốt trước. Đây là Kia Morning chào buổi sáng, phiên bản S Sport 2018 số tự động. Xe này đã lên rất nhiều đồ chơi đầy đủ cho các bác, gần như là mua về hồ sơ bọn em đã rút sẵn rồi. Mình chỉ cần công chứng, nộp thuế và bấm biển là có thể đi lại và sử dụng ngay. Xe này bên em mua cũng phải nói là rất là cỏ, 2018 đi 5 vạn zin. Bọn em đang chào bán mức giá là 295 triệu đồng có thương lượng nhá. Các bác xem xe có thể qua trực tiếp thành phố Vũng Ninh. Và thật ra thì những cái mẫu hạng A với mức giá vừa phải thì mình có thể cân nhắc với một số dòng Morning i10 VinFast, đúng không ạ? Mức giá vào khoảng 300, hơn 300 quay đầu. Khi mà xong xuôi hoàn thiện. Đây là một chiếc xe chủ cũ cũng rất là tâm huyết và giữ xe cũng rất là cẩn thận. Đây các bác nhìn này, ngay từ thảm này 5D đã có sàn da ở dưới, đã có thảm 5D rồi. Xe đã thay màn hình Android nhé. Đây, vô lăng các thứ là cũng các bác để ý giúp em. Xe 5 vạn thì vô lăng sở lái vẫn rất là mới. Đây, ghế đã được trang bị ghế da, lắp thêm cặp đèn. Xe này thì gần như là đầy đủ đồ chơi rồi. Các bác lên là xem xe thực tế ưng là mình đi thôi. Đây, bi gầm các thứ là lên hết cho các bác luôn. Em sẽ quay một lượt quanh xe rồi mở nắp capo cho các bác nhé. Ở bên em thì xe cũ chắc chắn rồi, cam kết là các bác không va chạm, thủy kích, đập nước và không có tranh chấp về pháp lý. Mọi cái là đều minh bạch, mình có thể qua kiểm tra xe, check xe. Hợp lý thì đi vào chung kết. Đấy, bản Sport 2018 đi 5 vạn thôi, rất là ít. Và đặc biệt là xe cũng là lên rất nhiều đồ chơi rồi. Ở xe này thì những cái đầu xe nó hơi sâu một chút thì cũng hơi khó để vay trả góp các bác nhé. Các bác mua thì cân nhắc giúp em. Thật ra thì muốn vay thì cũng phải tùy vào từng đời xe và hồ sơ tài chính các bác. Đây, đây là khoang máy của chiếc Morning bản S 2018. Quay nguyên một lượt lắp capo các bác nhé. Đấy. Bên mua thì bọn em cũng đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Đấy, ốc có ra hay không thì gần như chiếc xe lỗi thì bên em cũng sẽ không dám nhập và không dám chào bán như này. Tất nhiên thì nhiều bác nói là xe lỗi, có giá của xe lỗi nó cũng hơi khó vì bên em cũng vạch cơ sở cũng không phải quá lớn, cũng rất là khó nhập và xử lý xe lỗi. Thì với mức giá đâu đó vào khoảng trên 300, khi mà mình hoàn thiện xong xuôi mình có thể cân nhắc cái mẫu Morning bản S 2018 như này. Đấy, các chị đi lại mua thêm để đi chợ, giá hợp lý vừa phải. Đấy, chỉ chuyển tiền bốc biển là mình đi luôn. Bọn em ở thành phố Bắc Ninh nhé, mình có nhu cầu qua xem xe thì cứ alo book máy trực tiếp qua bên em. Xe vẫn còn rất mới, đẹp và nhiều đồ chơi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.